Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thái Di đây, tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Linh Tài sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nha. Rồi, chúng ta hôm qua đã sở hữu được cái con rồng mới nhất, đó chính là con có gì nhỉ? Lượng tử đúng không? Con lượng tử, con rồng lượng tử anh em ạ. Tiếp tục hôm nay sẽ kiếm mảnh để nâng cấp sao cho rồng lượng tử thôi anh em, chắc chắn như vậy rồi. Cho thêm orb của con Gammy này. Nâng sao cho dòng lượng tử chúng ta có thể lấy được thêm lấy được con dòng lượng tử rồi này anh em. Bây giờ mục tiêu của chúng ta là chỉ là lấy orb của nó đúng không? Có được orb không? Bây giờ có được orb không? Đây là đây 120 orb này, đấy 120 orb của Quantum Flash này, 120 orb này. 200 orb có nghĩa là lên được khoảng 2 sao hay 3 sao gì đó anh em. Ngon. Ngon nghe luôn. Nào có 150 cành mà được cả con đấy và được thêm được cả sao đó thì quá ngon anh em ạ. Chúng ta cần phải làm hoàn thành nhiệm vụ thôi. Greenleaf Butter thật nhiều và anh em ạ. Để xem có đu Heroic như thế nào rồi. Nó vẫn thế anh em. Chúng ta cứ lên lắp 5 đi đã xong rồi tính xong. Mình không cần đua quá nhiều đâu. Vì cuộc đua này là quá dễ cho chúng ta rồi mà. Acid Rain là tấn công luôn. Tấn công hay. Đơn giản, hiệu quả, nhẹ nhàng. Có thể dùng 3 game hoặc có thể ngồi đợi. Bây giờ ngồi đợi mất khoảng nửa tiếng thôi, cũng chẳng chẳng lâu lắm đâu. Không lâu lắm. Có sự kiện mới này anh em. Có sự kiện mới kia. Có sự kiện mới à, cái này là chắc là gì đây? À, đây là anh em ạ, đây lại là bản đồ kho báu. Có con rồng gì mới không? Có một con mà có tên là Overgrow, tay cầm thanh kiếm á, hệ lá đúng không anh em? Đẹp thế nhờ. Hiệu kiếm sĩ của rừng xanh. Đẹp quá. Overgrow Dragon anh em. Cái này chắc chắn sẽ có map anh em nhé. Từ để lấy map cho anh em nhé. À đúng rồi, mình có lập thêm một cái kênh nữa. Kênh này chuyên về game PC nha, anh em nào thích có thể qua nhá. Tên là Thành 101 nhá. Link mình sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em luôn ở cái kênh này nhá. Có chúng mình sẽ nhập vai vào người nhện, nhập vai vào Naruto, anh em nào thích có thể qua xem. Ok. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục. Mình sẽ vào trang Dislab thôi. Dislab. Dislab. Dislab.com để xem nào. Có cái over đâu rồi? Cái overgrow. Đây đây đây, nó là cái này anh em ạ. Có bản đồ luôn nhé. Đây bản đồ mà anh em đi tốt nhất có thể, hiện tại mà anh em tốt nhất có thể đi đây. Để lấy hòm đen thôi. Lấy hòm đen chứ không lấy con này đâu. Nếu cho chơi free thì chỉ lấy được cái hòm đen 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 thôi anh em. Lấy cái con này thì khó quá. 7 mảnh thì không không lấy được. Vấn đề là không để lấy được. Nó phải ở mỗi chỗ một nơi. Nó rất là khó lấy. Ok, cái này là chest only. Có cái đường đi nào để lấy được con rồng này không nhỉ? Mình nghĩ là khó. Lấy con rồng này là khó anh em ạ. Kệ, cứ lấy hết các cái nguyên liệu đã, tính sau. Rồi tính sau anh em nhé. 700. Rồi, tiếp theo tôi sẽ đánh ở trong League Battle này, sử dụng một con hệ nước. À, hệ băng để đánh để kiếm điểm anh em nhé. Chắc chắn là như vậy rồi. Đánh kiếm điểm tối đa có thể luôn. Không có ai khác hệ nhỉ? Không có hệ thì mình cứ đánh thôi. Đánh bình thường thôi là được rồi. Không cần nhiều. Có thể khác hệ mình kìa anh em. Tốc độ này nó lại còn kém hơn cả mình luôn. Có chiêu khác hệ này. Có chiêu khác hệ này bạn ơi. Chiêu khắc hệ, có nào khắc hệ không? Đây rồi. Cho đánh càng nhiều càng tốt anh em ạ. Đánh hết ở trong đấu trường đi. Để làm nhiệm vụ kiếm mảnh anh em nhé. Kiếm mảnh của con rồng kia. Để nâng cho nó lên 3 sao cho nó khỏe. Chứ một sao thì yếu quá. 3 sao thì bắt đầu nó sẽ khỏe hơn khá nhiều. Nhưng mà có cách nào lên cho 5 sao được không nhỉ? Tôi chưa biết sẽ lên 5 sao kiểu gì. Có cách nào mà nạp rẻ mà lại lên được 5 sao hay không? Thì tôi cũng chưa biết, để thử thử xem như thế nào nhá. Nạp rẻ mà lên 5 sao thì khó phết đấy, không dễ đâu. Ok. Rồi xong. Chúng ta là 6 trên 20. À, 60. 60 thì hơi quá.
Ôi khoai quá. 52 Heroic này nó vả cho như con luôn. Hôm qua mình vừa đánh team này xong. Đây rồi. Vẫn thi thoảng vẫn gặp được những cái team rất là yếu anh em ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể là đối đầu được. Nhiều con này nó khỏe quá, nó mình không không thể đánh được luôn ấy. 172k. Sấm sét à. Magma Storm này, tấn công 165k. 31.000. Bọn này khá yếu anh em ạ. Dù năm sao đấy nhưng mà tại vì rank mình thấp ấy, nên nó thế đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn gặp những con Heroic này. Vẫn có những cái kẻ địch rất là mạnh. Có một con Heroic. Ui, hai Master Kama đánh sao nhỉ? Mà còn lại Heroic nữa chứ. Không đánh được rồi. Nhìn là biết là không đánh được rồi. Tôi nhìn qua, tôi skip một phát đã xem ra là có gì. Heroic, hai Arcana. Khó. Hơi khó, một tí. Đánh thử xem. Biết đâu được, đánh được. Không biết là đấy được không. Nhưng mà team này so với những team kia là còn dễ nhất rồi đấy anh em ạ. Con này khắc hệ mình rồi. Không anh em. Đây cái này 30% này. Tội gì. Con này cũng không có cái pack cho hồi sinh các thứ. Đánh được. Team này đánh được. Team này đánh trong tầm tay được anh em. Không không bằng nhỉ. Tôi chuyển sang con này đi. Chuyển sang con này đi. Đúng rồi. Nhẹ nhàng đập nó. Đây 30%. 189k. Tốt. 30% là còn khắc hệ đó. Nên ổn. 12-20 Legion nè. Ô thì mày đánh được anh em. Thì mày đánh tốt. Chứ mà chết rồi. Mình không mang con đấy à. Tôi không mang con kia đi à. Không mang con nó có pack hồi sinh em. Không mang con kia đi làm sao đánh được. Làm sao mà làm nhiệm vụ được. Nó yêu cầu là phải ít nhất là con này mà. Hồi sinh. Càng đét nhỉ. Càng đét. Khá mệt nhá. Con nào cũng có hồi sinh luôn anh em. Ui con này khỏe thế. Con này khỏe quá. Cũng có cái pick hồi sinh luôn anh em, có extra luôn. Đấm cho một cái thêm lượt nữa. Nó hồi sinh thêm phát nữa anh em ạ. Chết đó. Gần oảng luôn, may nhé. Nó còn một con cuối. Con này không có pick hồi sinh đâu. Nhưng mà nó một đòn nó hạ luôn mình anh em ạ. Chết đó. Toàn extra, bọn này được toàn extra turn anh em. Khỏe quá, nhưng mà mình vẫn thắng. May mắn là tôi vẫn thắng. May tôi vẫn còn con cuối ở đây. Và tôi đã bị đánh. Cho gọi là tím mặt rồi anh em ạ. Hết rồi. Tôi làm gì còn con băng nào đâu. Hết hệ băng ở trên này để đánh rồi. Ai đập cho tôi rơi xuống cái để tôi tiếp tục đánh thêm cái. Tại vì tôi cần làm nhiệm vụ ở đây anh em ạ. Nhiệm vụ ở đây khó quá. Spend Fox Coin để đi cái đảo này. Complete một xem quảng cáo một lần này. Mới có 24. Arena sử dụng Dark Elements. Sử dụng War Elements. Đấy 200 này. Cây cuốc, phải cây cuốc anh em. Sử dụng coi xem quảng cáo. Đấy, sử dụng coi đi đường này thôi. Cứ đi một cái đường đấy là được. Đi sau. Ok. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp. Bye bye.